cầm IA. Như vậy đội bạn là hai IA một DG một cà thà, chúng ta là xem gây cách pin. Thế trận này nếu đánh ở đời 3 thì chúng ta vẫn có thể đánh được đội bạn với tình huống Glade đánh phù. Glade đánh phù. Nhưng nếu như đánh về một thế trận đời 4 thì chúng ta sẽ yếu đối phương rất nhiều. Khả năng có một con IA của Vlog đánh không A hay áo hay không thì hãy cùng chờ. Bởi vì nếu như mà đối phương đánh về đời 4 thì lại là hot thần kẹp đặt đôi Egypt thì ta không dãy được. Nên là chúng tôi chỉ mong muốn giành quyền đời 3 thôi. Con này tôi đánh giá là cưng. Một cưng bài hút nét đến từ chim sẻ ở góc 3 giờ. Và đây là một thế bài hoàn toàn có thể đánh cung đầu cánh đến từ chim sẻ. Trong cánh nó sẽ là chuyên 77 cầm minh hoàn. Liệu rằng có một gờ đánh dâng chéo đến từ game thủ anh Huy hay không? Đâu như vậy là thông tin báo về là chuyên 7 đi dâng L các bạn ạ. Thế thì chúng ta sẽ có Huy có thể đánh tại nhà hoặc là cũng có thể là dâng lên phù khéo các kiểu đà điểu vào. Người yêu đưa về có voi rồi, đủ đô thôi, có hiệu quả phèo đầy đủ luôn đấy, đưa cái thủ chim sẻ xem mà để nó nhanh thôi và chuẩn bị thiết kế chiếc bếp đầu tiên. Đây là ép đầu đến từ chim sẻ, hơi đáng tiếc khi ở đây chỉ là một voi. Chúng ta có mặt máy của game thủ VH với bài đấu đang có một bầy hiêu và một con voi trong trận đấu này. Như vậy báo về bài đấu đã mắc binh, bài cầm liên hoàn. Huy báo về cũng đã làm một bài đẹp. Như vậy là bài của chúng ta đang khá là ok. Hoàn toàn có thể là những bài đấu gần đây chém cân với Yamato về phía đối phương. Rất ghê. Một là cho mic to hơn, hai là cho tiếng game to hơn. Cho cầm nhau nghe chả ra gì cả nữa. Thế là cả hai cái cũng bé này. Thế là như thế nào ạ? Lúc này em hỏi là tiếng game tiếng mic ok chưa thì anh em ok hết rồi. Bây giờ thì có một số có anh Quân này, anh ý kiến này. Thế là cả tiếng một là cho tiếng mic to hơn, hai là cho tiếng game to hơn, tức là cả hai cái cũng bé thì anh vặn to loa lên. Ôi giời ơi. Mỗi thế thôi. Vâng, thò tay vặn to loa lên là được mà anh. Chết dở, em chào anh Quyết nhá. Như vậy là một bài cầm minh hoan đang có bầy hiệu về đến từ game thủ truy bảy của bầy hiệu phụ là ok rồi luôn. Đấy, đã bảo là ok rồi mà. Bao nhiêu anh em báo ok đây. Lại lòi đâu ra anh Quân này, lại mic cũng nhỏ, tiếng cũng nhỏ. Thế thì hóa ra là loa của anh bé. Và bầy hiệu được đưa về chuẩn bị thiết kế ép đầu đến từ truy bảy đây rồi. Một bài cầm minh hoan sẽ dâng lờ chém game thủ chim sẻ trong bài đấu này. Vâng, đây là mặt máy của game thủ Asus TV. Asus TV đang có bầy hiêu và đôi voi đang cắt dần đi khả năng bảo quản mình. Như vậy bài ổn đấy thì Huy luôn và đang muốn lùa bầy hiêu này về trước bếp đầu của mình để có thể có bài đấu ăn cả hiêu cả gỗ. Và Văn Hưởng bảo về là bên lớp đầu cánh thì bảo là tươi nhé, bên lớp đầu cánh đấy. Hưởng này tự tin trong bài cầm ghế chém chết bên lớp à, có gì đó sai sai ở đây. Trả lại Hưởng và chém chết bên lớp thì tôi xin phép thưởng nóng Văn Hưởng 5.000. Nằm đi đè. Kể cả là 5 triệu luôn. Vâng, với lớp của bà như vậy là Egypt đầu cánh sẻ. Không biết là phải đầu cánh không nhưng có tên đẩy xe dò vào nhà chim sẻ khi mà sẻ báo về là như vậy. Thì nếu như mà Egypt đội bạn ở đầu cánh và IA của với lớp đầu cánh này thì sẽ chỉ còn một mối hiểm họa là Yamato của tiểu bà thầu trong cánh mà thôi. Và chúng ta cùng xem là trận đấu này Hưởng đang tự tin khi mà em quyết định là chơi được game thủ với lớp. Chúng ta cùng chờ. Tao thưởng 2 lít luôn ạ. À. Ok anh luôn. Em chào anh Thức kính động nhá. Vâng, đây là BB đến từ game thủ Văn Hưởng trong trận đấu này. Như vậy thông tin từ các game thủ nhận định là IA đánh chém hết. BB thì đang có bài đánh 27 dân với con Katha. Trận đấu này thì nhất đầu dài cầm Egypt chết dân. Đây sẽ là BL. Và đây là BM đến từ game thủ Văn Hưởng trong bài đấu kích 9 á. Ui giời ơi, nó mỹ miều chứ. Greg lên đời sớm nhất bản đồ kích 9 á. Ảo thật đấy. Đây hình như không phải thằng em của tôi. 9-4-4. Thằng em của tôi mọi ngày nó đần lắm. Sao hôm nay nó lại ép đời khét thế này? Không đúng. Mọi ngày thì được gọi là chú bé đần mà sao hôm nay lại ép đời kích 9 được nhở? Không giống với hình ảnh của Văn Hưởng đúng không anh em? Hưởng này tôi thấy hơi lạ. Không quen cho lắm. Như vậy đây là chiếc BS để có thể khai thác vàng cho Văn Hưởng với bài cầm của mình. Giò lỗi voi kìa. Voi không ăn. Ồ đâu ạ? À? Thì... chịu em rồi. Giò đẩy đi. Còn voi to đung đây, hỏi voi đâu. Đây sẽ là nhà của đối thủ về lớp trong trận đấu này, chúng ta cùng chờ. Vâng, bài về lớp cũng khỏe. Ôi, cũng có giò đến nhà nào. Vâng, tự tin chơi chết về lớp trận này đến Văn Hưởng thì cũng hơi là tự tin thái quá. Rồi bạn cũng là một đơn vị chém tuyển, cũng lên đời sớm, cũng có giò công giáp đẩy vào đây rồi. Timeline là 23 trên 24, pha vẩy e đến từ Văn Hưởng nhưng xin.
hơi đáng tiếc. Thêm một pha về để bo vàng nữa để cho em. Đang cho khá nhiều dân để kê vàng ở đây rồi. Đây rồi. Mày này. Quá hay. Hơn 7E là tốt dành cho game thủ Văn Hưởng. Hôm nay là 20 rồi. Và như vậy trên mất 3 dân rồi. Nhưng mà đã bắt được giò công giác của đối phương. Và bây giờ sẽ bo vàng. Đủ gỗ đắp mê đấy. Có làm một cái mê không? Ăn dân với lớp thôi. Nâng bánh xe trước. Dành cho Văn Hưởng nhưng vẫn đủ gỗ đắp mê. Vâng, xin giò mới á. Khỏe thế nhờ. Vâng, anh lớp Thảo Nga hôm nay cũng lạ các bạn ạ. Khỏe, xin giò mới luôn. Đây là máy chia sẻ cái bên kia. Đang kết hợp cùng với game thủ truy mệnh. Vâng, đây là rất nhiều dân đến từ người cầm bầu 4. Game thủ nhất đầu dài 4A đến từ game thủ chia sẻ đang được thiết kế ra. Có giò của game thủ truy mệnh ở đây. Một giò 1T chơi về nhà người cầm bầu 4. Và tham lai là 31 để cho bài đấu này. Thông tin từ Văn Hưởng báo về cái bên kia là hay à. Và đây rồi Mạnh ơi. Ôi Mạnh ơi. Xa. Và có một tên xả súng nhưng Mạnh lại mất con ngựa giỏ của mình. Timeline là 23/36 để chuẩn bị cho bài đấu dâng 2L. Và mặt đất vẫn đang chưa bánh xe. Đã cố gắng chém dần được cầm 4 thì đối thủ chuẩn bị. Một trận dâng L chém tốt. Đánh cho người cầm Minh Hoan nhưng Mạnh cần phải giữ tham ở nhà. Tên để mất ngựa giỏ hơi đáng tiếc thì đối thủ chuẩn bị khiến cho bây giờ chúng ta không nhìn thấy bóng dân của người cầm 4 đâu cả. Và xin con giò mới được Mạnh đây rồi. Hãy chú ý giữ dân ở nhà khi màu 2 game thủ Tiểu Bản Thầu là người cầm Yamato đi dâng L và quản game thủ truy mệnh. Và chủ lực đối phương sẽ chỉ còn một con, đó chính là Katarian. Trong tay của game thủ BB đang có tới 37 dân nhá. Và bài văn nhất không có cái gì ở nhà cả. Đây rồi, bay hết rồi nhá. 4 bay hết rồi đấy. BB 37 dân rồi anh em nhá. Tham lai là 22 dành cho bài đấu này. Và bắt đầu bơm vàng game thủ chim sẻ lên công nghệ. Chúng ta có mặt máy của anh Huy với bài đấu tham lai là 32/56. Như vậy là Huy đánh tại nhà Gia Y. Hay là dâng L đây, vâng, như vậy là dâng Y. Vào đâm màu 2, tốt. Và cuối cùng là mặt máy game thủ chim sẻ. Tham lai là 50. Đang ngồi xóa ruộng dành cho bài xiang này. Một thế bài mà các bạn có thể thấy là chủ lực đội bạn bây giờ sẽ chuyển hướng về, đó chính là game thủ BB, người cầm Katarian. Còn chúng ta sẽ là xem cho anh thủ chim sẻ. Hai EA đội bạn đều đánh chém. Ui dồi ôi, sao nó lại nhiều chém thế nhỉ? Đông đông lắm nhá. Giáp đi, chưa có giáp kìa sẻ ơi, chưa có giáp kìa. Vâng, cần phải có giáp ngay đến từ những con cung đầu của chim sẻ khi mà bó hai đang quá đông chém. Ui dồi ôi. Vâng, nhìn tên chém này của đội bạn đang thực sự là rất ghê. Vâng, sẻ sẽ đi một kích cung R lên để có thể bắn vào nhà người cầm màu 1 để xem đối phương có phù hay không. Nếu như màu 1 có phù thì sẻ sẽ bắn phù, sau đó y của Huy vào xiên. Đó cũng là một chiến thuật tốt dành cho các game thủ chúng ta. Và sẻ quyết định lên giáp 4 luôn để có thể đẩy vào nhà BB, đẩy nhanh tiến độ trận đấu. Chúng ta mong muốn đánh ở thế trận đời 3 chứ không mong muốn đánh ở một thế trận đời 4 với những chất quân như thế này. Đây là một máy người thủ chuyên mệnh đang hò anh em vào. Vâng, như vậy là Mệnh đem lạc đà vào thiêu phù. Mệnh đem lạc đà vào thiêu phù để Huy cầm y vào xiên. Huy đâu rồi, y vào đi, đây rồi. Và bắt đầu có những tình huống dài y đến từ game thủ anh Huy vào cái bài đấu này của người cầm màu 1 và sẻ có mặt ở đây luôn. Một tên tổng tấn công đến từ game thủ của MS và chắc chắn BB sẽ bay nhà với một bài đấu được cầm Katarian. Và tham lai chim sẻ đang số là 6x với bài đấu này, phù kia. Và nhà BP của game thủ BB đã bị ốp và thế bài của BB rất xấu. Pha vậy e vẫn là ok nên chim sẻ vẫn tiếp tục dài e. Ui trời ơi. Và vậy e bắt về lớp, giờ chuyển sang vậy e bắt BB đến ngay thì rồi ôi quýt. Và những pha vậy e quá rát đến từ chim sẻ đáng màu 2 đang dính bò để lao vào nhà chim sẻ trong tuần này nhưng quá đen để yêu thầu khi đã có hai lớp nhà BE và những con cung đờ đứng bên trong. Rất khó để thầu có thể lao vào tuần này, chúng ta đã ốp được nhà của game thủ BB ở trong tình huống vừa rồi. Vâng, dưới này dường như còn một cái hốc nữa. Còn một cái hốc nữa thì BB ở góc 6 giờ. Đây rồi, BB ơi. Thêm 3,7E nữa đến từ chim sẻ. Vâng, BB lại chạy đâu này. Vâng, 72. Vâng, như vậy là BB kéo lăng đà về để cứu dân. Vâng, kỳ góc 6 giờ. Tham lại là 71 đến từ thủ chim sẻ. CNAV ơi. Màu 2 vẫn đang vờn trước cửa nhà chim sẻ nắng nhưng không thể vào được. Đây là một máy của game thủ anh Huy với tham lại là 35. Có một cái hốc, vâng, chém của màu 3 vẫn đang là rất đông nhưng chúng ta chưa thắng trận này đâu. 2-3 đang siêu đông chém với hai con Yamato bên phía đội bạn. Và có cung R màu 4 đẩy vào cái hốc này của game thủ anh Huy nhưng đó chỉ là một con cung R đến từ nhất đầu dài mà thôi. Tham lai là 36, Y đã bắt đầu xiên ở đây rồi.
Sân nhà xe của Đông Vân, và xin gửi lời chào đến hơn 22.000 anh em đang có mặt trên live stream với đủ chim xe. Mẫu 7 xin go anh em nhanh, nhà cứng. Một cái y mới luôn, đến được anh Huy. Và xe tham lai là 77 rồi, đang xin vàng đồng đội lên đầu máu. Vâng, BB vẫn đang còn khá đông lạc đà đấy nhá. Huy đang bị đội bạn phù mất một vài con đi. Tham lai là 82 đến từ thủ chim sẻ rồi. Cho thêm một tí vàng nữa cho màu 87. Đây rồi. Và tập này thì thâu vào đây, mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây. Và tham lai là 88 dành cho thủ chim sẻ. Và đây rồi, ba đều trong buổi tối ngày hôm nay anh em ơi. Một trận đấu rất tốt dành cho thủ chúng ta. Khi đội bạn có những con chém tuyển nhưng chiến thuật chúng ta đã được thực hiện một cách vô cùng chính xác. Với một thế trận mà chúng ta mong muốn đẩy đời 3 và không muốn thi đấu về thế trận đời 4. Thì mà Hưởng lại có một bài đấu kích 9, không giống với Hưởng của chúng ta mọi hôm, nhưng thực sự ở trong trận đấu này Hưởng vẫn chưa chém chết được viên lợp hơi đen. Và ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, trận thi đấu thứ 7 ngay sau đây. Trận đấu vừa rồi hay không anh em? Được quả ló không ạ? Được quả ló chứ còn gì nữa. Và ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ 7 ngay sau đây thôi. Hay quá anh em, đánh trận hay quá. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Hôm nay không đánh giải, người giải sẽ đánh vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Thì phải sang tuần sau mới đánh tiếp anh nhá.